Mình là Tình, mình bỏ phố về quê đã được 3 tháng nay rồi. Các bạn sẽ cùng theo chân mình đi hái sầu riêng nha. Khó đi đây đi đó mới biết, người dân tùy từng vùng, tùy từng địa hình mà có từng cách làm khác nhau. Thay vì phải khuân phải vác thì người dân ở đây đã dùng những chiếc xuồng như vậy để vận chuyển sầu riêng, để giảm tải sức người. Từng tụng sầu riêng khi hái đầy sẽ được vận chuyển xuống dưới xuồng. Với cách làm như vậy, người dân ở đây không cần phải sử dụng quá nhiều sức, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc diễn ra trôi chảy. Phải công nhận một điều rằng thiên nhiên rất là ưu ái cho những người dân ở nơi đây về đất và nguồn nước. Nhờ vậy, người dân đã có những cách làm việc rất là thông minh. Đây là xuồng sầu riêng khi đầy, người ta sẽ đưa vào nơi thương lái đợi sẵn để chuẩn bị cân. Còn đây là cảnh chắc ai làm sầu riêng cũng không có xa lạ nữa ha. Đây là một anh thương lái, anh sẽ cầm cái dao cán vàng nè, anh sẽ gõ vào cái trái sầu riêng. Khi nào mà cái trái đó già rồi á, thì người ta sẽ cắt nó xuống. Cũng phải công nhận là những người này rất là hay luôn á. Người ta gõ, người ta biết trái nào trái già, trái nào trái non và trái nào đã hái được rồi. Còn mình thì cũng cầm cái dao gõ gõ như người ta, nhưng mà thấy trái nào cũng kêu như trái nào các bạn ạ. Còn đây là hệ thống tưới nước cho sầu riêng của mọi người ở đây. Còn đây là chiếc cầu khỉ trong truyền thuyết. Muốn đi từ hàng này qua hàng kia thì mọi người phải đi qua một chiếc cầu như thế này. Hồi nhỏ có ai ao ước có một ngôi nhà như thế này không? Ai cũng lấy chăn gối để làm một chiếc nhà rồi chui vào là và nhận đó là nhà của mình. Người dân ở đây làm một chiếc chòi nhỏ như vậy để ngủ lại, để tránh người ta ăn cắp sầu riêng. Nhắc tới đây, mọi người có biết vùng mà mình muốn nói tới đó là vùng nào không?